chào mừng đến với rạp xếp kỹ thuật số kỳ diệu. Mình chọn một búp bê nha. Bạn nhỏ đi với tụi mình nè. Tả màu xanh. Chuẩn bị các chi tiết. Ghép lại thành chiếc nón. Trang trí viền vàng. Thép Omni bắt đầu cuộc phiêu lưu nào. Ragatha, Zubo và Kinger đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Mọi người ơi, hôm nay có bất ngờ mới đây nè. Wow, kỳ nghỉ đột xuất hả? Còn hơn thế nữa. Có gì bên trong vậy? Mở ra đi. Để xem. Cái gì trông lạ vậy ta? Là máy in 3D. Bắt đầu. Wow. Chơi với con đi. Hình như mình phải làm việc trông trẻ rồi. Lấy dây dẻo. Xoắn thành khuôn. Tô bằng màu khô. May bộ áo liền quần. Chiếc túi. Dán đôi mắt. Bé sẽ thích thú với thỏ đồ chơi này. Trước giờ những âm thanh này chưa từng có ở rạp xiếc kỹ thuật số. Im lặng đi, Pony. Không thể chịu nổi nữa. Tiếng khóc làm cho cốc mô bị phân tâm. Không. Thứ này cũng đang chờ đợi mình sao? Phải dỗ em bé mới được. Uống sữa nha. Không. Hay là ăn kẹo? Phải có cách gì đó. Ken. Chuyện gì vậy? Pony đang khóc. Cứu với. Rõ ràng con bé muốn đồ chơi. Thỏ. Em bé rất háo hức. Thành công rồi. Hiu. Im ắng. Không cần cảm ơn đâu. Chọn băng keo hai mặt. Lấy đất sét khô nha. Vẽ khuôn mặt. Chát. Dán tóc cho Ragatha. Bóng bay với các nhân vật yêu thích. Ở đây có nhiều đồ chơi ghê. Không chui qua được. Cậu chơi với mình nha. Mình bận rồi, tạm biệt. Ken, cùng chơi nha. Đừng phiền, anh đang sửa các mô hình. Ken. Có ý này. Bóng bay. Bé gái đang bay đi. Không, cao quá à. Mình đang ở đâu đây? Yên ắng hẳn luôn. Ủa mà khoan, yên tĩnh, hôm nay đâu rồi? Bé con, đến lúc xuống rồi. Hình như cách này không hay cho lắm. Giờ, mình cùng chơi nha. Mình cần dùng vải. Chuẩn bị các mảnh vá. Sử dụng máy may. Dồn vô gối. Rất mềm mại. Wow, cả một đống nè. Hôm nay đi dạo. Cốc mô đi theo cô bé. Cẩn thận đó Pony, lại đây nhanh lên. Không phải ngày của cậu đâu, kẻ trù tượng. Mình phải chặn cửa lại. Thời của cậu tới rồi. Cốc mô xấu xa sẽ không vượt qua được. Rất nhiều gối. Cùng chơi cờ nha. Chú dạy con chơi hả? Tất nhiên rồi, nhìn rồi lặp lại theo chú nè. Cái gì? Mới chơi thường may mắn thôi. Con là nhà vô địch. Búp bê mới. Lau mắt đi. Vẽ đôi mắt mới. Những lọn tóc nâu. Áo cúp ngực nè. Chuẩn bị vải. Cắt ra theo mẫu nha. Mặc thành áo. Đôi giày màu sắc. Hôm nay đang ở tuổi teen. Lại là cốc mưu. Ragatha, nhanh lên, hắn đến gần rồi. Trốn thôi, hôm nay chạy đi, để chị đánh lạc hướng hắn ta. Gì đây, lối ra. Được rồi, thử nha. Hả, mình đang ở đâu đây? Lại một quái vật khác. Tới chỗ lối ra, nhanh lên. Dễ thương, tất cả đều màu hồng. Cậu tới để giữ các em bé hả? Không phải chỗ này. Phải tìm tiếp. Quay lại rạp xiếc rồi.
thật không dễ để thoát khỏi rạp xiếc kỹ thuật số kỳ diệu này. Lấy khối xốp nha. Tạo hình. Rồi dùng giấy mút phủ lên. Cắt răng nè. Mở gói tăm ra. Đóng vô làm tay cầm. Thay đổi màu sắc. Quấn bằng ri băng. Ai cần búa nào? Ô không, Ragatha đang gặp rắc rối. Mình sợ côn trùng. Ragatha, để em cứu chị. Cần một cái búa. Hết sạch rồi, cởi dây ra nào. Không có em chị không biết làm sao luôn. Hoan hô, giờ thì mọi người đều an toàn. Mời búp bê vào vai mới. Lấy vải. Dùng khuôn để cắt ra nha. Thêm chân váy. Mũ kẻ sọc nè. Vòng choker trên cổ. Cúp áo cho tay. Trông mình thế nào nè. Giờ cậu đã lớn rồi. Ken, em rất vui khi chúng ta ở bên nhau. Anh cũng vậy em yêu. Hey, ai cũng có bạn đời. Còn mình chỉ có mỗi bạn thỏ đồ chơi. Ý tưởng nảy ra. Mình sẽ giúp cậu có cuộc sống. Đặt chế độ. Bắt đầu. Chào mừng Jack. Wow, mọi thứ rất mới mẻ. Thành công rồi. Cậu có thật không dạ? Em đẹp quá Pony. Đợi đã, cậu nói gì vậy? Ô Pony, em tuyệt vời nhất trên thế giới. Anh có làm gì sai không? Dùng đất sét nha. Tạo hình thành chìa khóa. Đính đá trang trí. Đặt lên khay nướng. Rồi cho vô lò. Xong. Phủ vàng bên trên. Chìa khóa dùng để mở gì vậy? Không thể chạy trốn tình yêu được đâu. À, em ấy đây rồi. Làm sao khiến hôm nay hạnh phúc đây? Em à, anh có bó hoa tặng em nè. Em không cần hoa. Ngạc nhiên chưa? Còn món quà này nè. Không, Jazz. Hay là gấu bông nè. Em không cần mấy thứ này. Làm sao chiếm được tình cảm của em ấy đây? Phải dùng biện pháp mạnh hơn. Chiếc chìa khóa này sẽ mở cửa trái tim em. Hôm đi. Chuyện gì vậy? Còn chìa khóa này. Jazz, anh thật tuyệt vời. Thật hả? Cái này tặng cho em. Anh lãng mạn quá đi. Cuối cùng chúng ta cũng ở bên nhau rồi. Tình yêu của anh nè. Chuẩn bị nguyên liệu nha. Mình cần miếng xốp. Cắt các hình vẽ ra. Chèn thêm dây. Thay đổi màu sắc. Vẽ các khuôn mặt. Sắp xếp lại. Bó hoa cô dâu làm bằng các mô hình nè. Khách tới đủ ở đây rồi hả? Hai em có đồng ý trở thành vợ chồng không? Tất nhiên em đồng ý. Em hạnh phúc quá đi. Tới giờ tung hoa rồi. 1, 2, 3. Ủa, các mô hình bỏ chạy hết rồi. Chúng kéo Kinger đi đâu vậy? Còn đây là nhiệm vụ mới nè. Nghe có vẻ thách thức ghê. Mình cùng làm đi. Phiêu lưu thôi. Jack đang chuẩn bị đi hẹn hò. Làm sao gây ấn tượng với Pony bây giờ? Mặt đẹp xíu cũng ổn ha. Giúp mình với chiếc nơ này nha. Đẹp đó. Cảm ơn Ken nha. Mình đi đây. Okay. Lalilu, thiếu cậu mình không thể làm được. Ghé vào chỗ làm thủ công nè. Hello. Chào anh bạn. Lấy các vật dụng nha. Dùng ghim quần áo. Cắt mảnh. Và thêm mảnh nữa. Tô màu nè. Gắn vào bánh xe. Uốn dây đồng lại. Gắn các chi tiết vào. Xe đạp Uni. Chắc chắn gây ấn tượng đậm đó nha. Yuhuu. Cửa nhà Pony. Đến rồi. Chào Jack nha. Hello. Xem anh làm gì nè. Wow.
Có vài chiêu nè. Anh thiệt tài năng. Miễn em vui là được. Ô, cẩn thận. Úp. Bất ngờ chưa? Cho em hả? Dễ thương quá à. Cặp đôi đi dạo trong công viên. Mình ngồi nhé. Được ạ. Wow, kẹo bông kìa. Để anh. Hello. Cho em một chiếc nha. Của em nè em yêu. Cảm ơn anh ạ. À. Ở cạnh em vui thật đó hôm nay ạ. Tạo hình mới. Elsa, cậu nói gì cơ? Chuẩn bị biến hình nè. Lau phần mặt đi. Vẽ đôi mắt. Dùng màu phấn vẽ lên nha. Với bên mắt kia. Nút áo. Đẹp đó. Giờ đến tóc nè. Chải tóc nha. Cắt phần chỉ ra. Nhà tạo mẫu, vào việc. Chiếc váy cần chỉnh lại một chút. Mảnh vải cho búp bê. Vẽ phần viền kia. Ta-da! Chiếc váy gọn gàng. Mảnh vá. Và nơ nè. Rangatha đã sẵn sàng phiêu lưu. Ồ, có gì ở kia vậy? Công viên à? Jax và Pony đang hẹn hò ư? Gì cơ? Phải thế chỗ cậu ta mới được. Thỏ và mình mới xứng với nhau cơ. Né ra kia đi bạn yêu. Chào Jack nha. Đó là chỗ của mình. Anh dễ thương thật. Thật hả? Đó là hơi quá rồi đó nha. Jack đi thôi. Hẹn gặp lại anh nha. Sẽ gặp lại thôi. Lấy giá đỡ nhựa. Tạo phần nền. Chuẩn bị nguyên liệu nha. Vòng tròn nè. Gắn ảnh in lên nào. Cố định trên thanh đỡ. Cắt dây nhỏ. Tạo hình vòng. Gắn vòng xung quanh. Vòng quay đập xét bắt đầu xoay nè. Rangatha có kế hoạch này. Không ai nhận ra mình đâu. Trốn vào bụi này. Anh ấy đâu rồi? Jack thấy vòng thôi miên rồi. Ô không, Jack dính bẫy rồi. Giờ anh là của em thôi. Chạy khỏi đây nào anh yêu. Jazz, anh đi đâu rồi? Rangatha trói chú thỏ lên chiếc vòng. Jazz, mãi mãi bên em. Zobo cầm cây cán bột kìa. Cậu ấy tính làm gì thế nhỉ? Chúng mình cùng tìm hiểu nha. Lấy chiếc tô nè. Kim tuyến. Thêm sữa vào. Lalecadabra. Nhào phần bột. Khuôn đâu nhỉ? Lấy ly cũng được đó. Làm bánh quy nè. Trang trí thêm mắt vào. Lấy hộp đựng nha. Xếp bánh quy vào. Đậy nắp lại. Giúp mình với. Đi với mình. Rangatha chắc chắn có liên quan đến việc này. Im lặng chút đi. Lớp đang canh gác đó. À, cứu với. Phải đánh lạc hướng hắn ta. Lalecadabra, mọi người đều thích bánh quy nè. Đúng rồi. Lại đây. Xếp thành đường thẳng nha. Kế hoạch thành công. Gần thêm chút nữa. Được rồi, có gì ở đây nào? Đất nặng polymer. Tạo hình quả bóng nè. Tạo phần hình vòng. Tạo hình chìa khóa. Thêm chút chi tiết. Cho vào lò nướng. Phủ màu vàng lên nha. To quá rồi. Thu nhỏ lại. Được hơn rồi nè. Có bao nhiêu chìa khóa trong móc khóa này? Để lại bình luận nha. Gắn vào vòng nè. Dùng để mở gì thế nhỉ? Ở ngay đây. Ken và Pony đang lấp ló tiến tới phần vòng quay. Jax, anh yêu ơi. Ổ khóa kìa. Sao mà mở được nhỉ? Làm sao mình cứu bạn ấy bây giờ? Dù, mũ, chìa khóa. Đúng rồi, chìa khóa. Mở khóa nào. Tuyệt, mình tự do rồi. Anh ổn không? Anh ổn, cảm ơn mọi người nha. Cái gì thế? Sao ai cũng bỏ mình mà đi vậy?
Đây là khăn tay nè, đừng có khóc nữa. Anh ấm áp thật. Và em xinh thật đó. Là tình yêu thật ư? Lấy tờ giấy ra nha. Cắt thành mảnh. Tô phần viền với màu phấn. Giờ thì thổ lộ tâm tư nè. Ủa, có ai đó đang yêu. Cột bằng dây ribbon lại. Thổi bong bóng lên nè. Thêm kim tuyến và dây ribbon nhỏ. Bong bóng với sự ngạc nhiên nè. Hy vọng là Ragatha thấy tin nhắn của mình. Mình muốn tỏ tình cho em ấy biết. Cách tỏ tình đầy thú vị. Bay đến tình yêu kia đi nha. Ồ, gì thế kia? Cho mình hả? Trong này có ghi chú nè. Có thể là Ken. Là thật ư? Đúng rồi, tình yêu của anh. Lấy anh nhé. Em đồng ý. Trước mắt chúng mình, một cặp đôi đã thành đôi. Đám cưới sắp diễn ra rồi. Lấy số đo nha. Cắt phần hình tròn và đục lỗ nhé. Thử váy nào. Cho phần đai nịt lên. Chiếc váy đẹp quá đi. Gắn lại nhé. Nịt satin nè. Trang trí chút nơ. Tàu chở vải thuyên nè. Thấy thiếu thiếu gì đó. Dán mảnh vá vào váy nè. Không thể thiếu mạng che được. Trông thật xinh đẹp mà. Ragatha, chào buổi sáng. Ủa, mình quên mất. Đến ngày cưới rồi à. Phải nhanh lên thôi. Số bồ giúp mình với. Mình cần váy cưới. Đến đúng lúc lắm. Kiểu nào nè. Chiếc này. Và vải này. Này. Hay này. Ồ, hơi khó đó nha. Để mình lo cho. Làm việc hết công sức luôn. Phần vải dán. Khăn trùm đầu nè. Trông mình thế nào? Nhìn cậu thử xem. Chà, trông thật xinh đẹp. Mình sẽ là cô dâu xinh đẹp đó. Và giờ thì mở màn lên nào. Bỏ phần nắp đi. Gắn các mảnh lại. Tô màu khác. Cắt phần đầu chai đi. Lấy miệng chai. Đất nặng. Vo tròn đất nặng. Gắn phần mắt lên. Phủ vải lên nào. Phần lông đã cắt. Và vua đã đến rồi đây. Trải thảm đỏ ra nào. Vua sẽ tiến hành buổi lễ này. Ragatha đâu rồi? Mình lo quá đi. Cô ấy đang đến anh bạn à. Em đây anh yêu à. Ragatha, em trông thật đẹp. Hai con có đồng ý làm vợ chồng cùng nhau chứ? Con đồng ý. Cô dâu thì sao? Chúc mừng. Chúc mừng đôi tân lương tân lang. Mình sẽ ném bó hoa này nhé. Sẵn sàng. Yuhu, em bắt được rồi. Đám cưới của chúng ta sắp tới rồi em yêu. Cậu có mời Lalilu không nè? Dùng nút, lấy vài chiếc để làm thủ công nè. Gấp phần tạ lại. Lấy ống hút. Tạ cầm tay đã xong rồi. Lấy vải nỉ. Cắt nửa ra nha. Cuộn tròn thảm lại. Dùng quả bóng. Tô màu. Hồng nè. Bóng tập là món quà đó. Chúng ta cần nè. Hôm nay ơi, anh đây. Bụng của các nàng đã khá lớn rồi. Các mẹ đang đón chờ sinh linh bé nhỏ đó. Yoga đôi hả? Hay à ngang, mình có thể làm săn chắc cơ bắp. Thể dục thể thao rất là có ích đó nha. Ô, bụng của em. Em bé. Ô, ô, sao cơ, đau đẻ hả em? Cả hai người ba đang rất hoảng loạn. Xe cấp cứu chở hai mẹ đến bệnh viện. Màn hình kia, đừng hù nha. Chà, mọi thứ ở sau chúng mình rồi. Tuyệt quá, mình làm ba rồi. Yeah, con của chúng ta đây. Xin chúc mừng các ba mẹ nha. Cùng đắm chìm vào thế giới của The Amazing Digital Circus nhé. Các cậu sẵn sàng chưa? Hôm nay đến trễ à. Cậu ấy đâu rồi? Tớ đến rồi nè. Tốt lắm. Ragatha, cùng bàn luận về màn biểu diễn cuối của chúng ta nào. Hôm nay cậu có sao không? Cái hàm hấu ăn.
thứ không phải cậu muốn nhai là nhai đâu. Hãy đem đến chỗ xưởng nào. Dọn cỏ sạch sẽ. Dùng cọ. Chuẩn bị cái cốc. Trải tấm vải ra. Dùng bong bóng trang trí. Thêm hạt trang trí nha. Một nơi an nghỉ tuyệt vời. Bạn bè tập trung xung quanh Pony. Bạn tôi ơi, tỉnh lại đi. Cậu bị sao thế này? Bình tĩnh nào, chúng ta cần kiếm chỗ thoải mái cho cậu ấy. Để xem nào. Không, cái khác cơ. Ồ, hoàn hảo, mang nó đến đi. Kéo đi. Hôm nay chúng tớ có cái này cho cậu nè. Để tớ. Như vậy nè. Thật đáng thương. Sao lại như thế cơ chứ? Hôm nay ơi, không thể thiếu bể cá chứa nước mắt được. Có thứ gì cứu được hôm nay không? Lấy cái hộp nha. Ráp màn hình vào. Dán khung nè. Bàn phím. Có cả chuột nữa. Máy tính sẽ giúp tìm ra câu trả lời. Làm sao để khiến Pony tỉnh lại đây? Ồ, cánh cửa bí mật. Máy tính à, tuyệt. Search Google nào. Bị lỗi ư? Ken, tớ nè, sao vậy? Cứu, làm sao để khiến Pony sống lại đây? Chúng ta nên chọn gì đây? Trái tim, nụ hôn, kẹo ngọt hay mũi tim? À ha, là trái tim. Tớ đã có cách. Cậu ấy định làm gì thế? Chuẩn bị biplex. Vẽ đường viền phát thảo. Cắt mảnh ra nha. Nhân đôi nè. Cuộn lại. Thêm phần khung nè. Độn bông giả vào. Cục đất sét tới công chuyện nha. Thêm mắt. Đôi găng tay. Giày chú hề. Pháp Mon đã sẵn sàng phục vụ khán giả. Jack và Ken đang đi tuyển chọn. Nên tuyển chọn công bằng nha. Tớ có cách này nè. Vòng xoay. Quay thôi. Khắp mô đã được chọn. Nhanh đuổi theo cậu ấy đi. Bro à, tụi tớ cần cậu giúp. Sao á? Tụi tớ sẽ giải thích trên đường đi. Cậu cần phải hôn Pom đi. Tớ sẽ không làm cậu thất vọng. Có chuyện gì đó lạ lạ đang xảy ra với tớ. Chú hề trở thành dạng trừu tượng. Chạy đi. Tự cứu mình đi. Hôm nay tỉnh lại kìa. Tớ bị làm sao thế? Ô ô, hệ thống của con gái bị chập mất rồi. Hôm nay cậu sao vậy? Có gì đó không đúng lắm. Chú thỏ chạy trốn. Chúng ta phải chạy trốn khỏi đây thôi. Đi nào. Làm trống quả cầu. Tớ chọn màu cho nha. Bam, răng lấp lánh. Gắn vào nè. Mắt lấp lánh luôn. Bubble chính là trợ lý đáng tin cậy của Ken. Tự cứu mình đi. Trốn ở đâu đây? Mình sẽ trốn ở đây. Hắn đi chưa ta? Ragatha, cậu ở đâu vậy? Trốn sau cây cột đi. Thank you. Tên quái vật đang đến gần. Hắn ngửi thấy mùi của các cô gái. Ken ơi, cứu. Sao la dữ vậy? La Le Cadabra. Bobo xuất hiện từ trong khối vuông. Cậu ấy giữ chân khớp mô lại. Tớ không nghĩ nó không trụ được lâu đâu. Vậy phải chạy nhanh thôi. Các cậu ấy đã đánh lạc hướng được con quái vật.
Lấy cái chai nhỏ này nhé. Gắn nửa quả cầu vào. Cắt hình tam giác. Dùng giấy xốp bọc lại. Lắp pháo nè. Tuyệt. Nhưng đạn pháo ở đâu nhỉ? Nhào đất sét nha. Đâu? Chiến dịch giải cứu. Cùng xem các cậu ấy nào. Làm sao để Coffee của chúng ta trở lại đây? Dùng vòng xoay đi. Nó sẽ cho câu trả lời. Và xoay thôi nào. Pháo hả? Nghĩa là sao? Lắp thuốc giải độc vào. Chúng ta cần một viên thuốc siêu to khổng lồ. Cái này được nè. Nào, cậu sẵn sàng chưa? Mở ra nè. Ngắm. Úp, được rồi. Một lần nữa. Boom. Trúng phốc nè. Cốc mô sẽ không quấy rầy chúng ta nữa. La, li, lu. Lấy viên kim cương ra nha. Táp táp. Gắn vào chai nè. Cố định nắp. Hướng dẫn. Uống tới đi. Gắn nốt vào. Một hỗn hợp bí ẩn dành cho Pony. Chắc là chìa khóa ở đâu đó quanh đây. A ha. Tìm được rồi. Cửa ở đâu nhỉ? Ô, cao quá. Mình sẽ dùng khối vuông. Và sắp. Tới rồi. Mình lấy được thuốc rồi. Ô không, nó bể rồi. Không thể nào. Mất hết rồi ư? Kỹ thuật à? Rạp xiết hả? Có nhiều mắt quá. Mỗi ký tự gấp vài cái. Nặng miệng nha. Bản chữ cái sống động quá nè. Một nụ hôn bé xinh cho khán giả. Và chào mừng đến vòng xoay. Quay nữa hả? Để tớ làm cho. Ồ, hộp bất ngờ hả? Hãy mở ra nào. Chữ cái còn sống. Ash, đứng lại. Ash. K. I. Và một Ash nữa. Ghép thành một từ nào. Hôn. Mình phải hôn Pony đi. Mấy vết rè rè đã biến mất rồi. Tớ đã trở lại. Hooray, thành công rồi. Jack đã phá vỡ lời nguyền. Lấy khuôn đất sét nha. Nặng pin. Cả một bộ luôn nè. Thêm mắt. Thêm banh bowling nữa. Chơi thôi nhỉ. Ai sẽ là người may mắn đây ta? Bữa tiệc bowling. Tớ chơi trước cho. Thấy. Trượt rồi. À thì chắc lần sau sẽ may hơn thôi. Xem tớ mà học hỏi nè. Tớ chỉ mới khởi động thôi. Giờ sẽ là một cú trick nè. Chiếc mặt nạ đã vỡ thành từng mảnh. Thay vào đó là một con quái vật. Tự cứu mình đi. Tụi tớ có trốn không nhỉ? Các cậu sẽ sớm biết thôi. Chúng mình cần cánh cổng. Chia nửa chiếc hộp này ra. Đúng kích thước luôn đó. Sợi dây xốp nè. Tạo phần khung nha. Mài phần viền. Gắn các phần lại với nhau. Thêm chút lớp sơn acrylic lót. Chọn màu nè. Hoàn hảo. Dùng cọ nha. Vẽ phần nắp với màu hồng. Dán màn hình lên. Chiếc máy tính mới nè. Giờ thì đặt vào trong phòng ngủ thôi. Hoan hô, nghỉ ngơi thôi. Tạm biệt trường nha. Không ai biết đâu. Trò chơi yêu thích của mình. Đắm chìm trong thế giới VR đó.
thể được chứ. Mẹ ơi, chào mừng đến rạp xiếc kỹ thuật số Diệu Kỳ nha. Cho mình mượn chổi nha. Uống công khung. Trong hộp có gì nhỉ? Lấy miếng nhôm. Chuẩn bị thân nha. Cần túi rác. Bọc quanh phần đế. Gắn tay vào. Chào mừng cấp mô nhé. Làm sao thoát ra khỏi đây nhỉ? Cùng đi tham quan nào. Mỗi người đều có một phòng riêng. Phòng này là của mình nè. Chắc là nhầm rồi. Còn đây là tờ giấy. Ai cần giúp đỡ? Đây là phòng của Cáp Mô. Chạy nhanh lên. Ô, mũ ha. Đừng để rơi nhé. Cáp Mô tán loạn. Cậu ta đang đánh hơi mùi các cậu đó. Tự cứu mình thôi. Dừng lại, có lối ra ở kia. Mình phải liều thôi. Cáp Mô bị lừa rồi. Mình muốn nhìn như Pony á. Lấy chút vải nhé. Tạo hình các mảnh giống nhau. May lại nha. Cắt. Chiếc váy và tay áo sáng chói. Thêm nịt bụng nha. Nhấn vào phần eo nè. Thêm phần váy lót phòng nữa. Đôi bốt đủ màu nhé. Lớp trang điểm mới. Đội thêm chiếc mũ nữa nè. Hôm đi, trông hợp với cậu lắm luôn á. Mình về nhà chưa? Hiu, không chơi nữa. Quá đủ rồi. Ba mẹ, chắc lo lắng lắm. Mình cần nói với họ. Cốc cốc, con về nhà rồi nè. Ai đó? Con gái của mẹ đây ạ. Đùa gì kỳ vậy? Con gái chúng ta đang mất tích mà. Ba mẹ không nhận ra mình luôn á. Làm sao mà mình thành ra thế này? Tiếng gì thế? Ồ, cô bé tội nghiệp. Chúng mình giúp em ấy nha. Đi cùng tụi chị ha. Mình phải lấy lại danh tính mới được. Chúng mình sẽ tìm ra cách. Đừng lo nha. Chúng ta đi thôi cưng ơi. Chào mừng đến nhà mới của em nè. Đẹp quá à. Các công chúa Disney rất vui khi giúp được em. Quét đây, nàng quái vật nhỏ. Cắt thành từng mảnh. Cuộn tròn lại. Gắn phần đầu. Trang trí mũ nha. Cho mình đó hả? Của cậu đó anh bạn. Giờ ăn sáng nè. Cái gì đó? Hôm đi trốn rồi ư? Không thể nào. Ta đến tìm con gái của anh chị đây. Và cậu nữa á. Đùa quá thể. Tạm biệt. Ờ, cậu ấy đâu nhỉ? Bảo vệ đang lướt Lilygram kìa. Cho anh vào chút nha, có việc gấp. Không phận sự miễn vào nha. Mình đi tìm Pony mà. Khen tàn hình luôn. Chuẩn bị vài mảnh vải nha. Vush. Cành hoa. Thêm keo nóng vào. Chiếc nịch bụng quý phái. Chân váy phòng nè. Phần lớp màu xanh. Phần nịch sáng chói. Thêm đuôi băng trắng. Chiếc váy cho công chúa nè. Giờ đổi tạo hình cho em nha. Ngồi xuống nào. Không cần mũ này nữa. Vương miệng nè. To thêm chút. Hoàn hảo. Giờ thì thay đồ nha. Một chút nữa. Ta-da. Kiểu khác nha. Đây đúng rồi. Em cảm ơn các chị ạ. Wow, em ấy đẹp quá à. Sao anh vào được đây? Ra kia đi. Dùng máy in nè. Bắt đầu thôi. Ô, nhìn kìa, những trái tim đó. Vẽ viền theo. Gấp thành phong bì nhỏ. Thông điệp tình yêu.
chú bồ câu bay đến lời gọi. Chú bồ câu sẽ giao thư tình đến người nhận. Cùng đến thăm các công chúa nhé. Các cậu ơi, có khách kìa. Ai đó? Một con bồ câu, nó có một lá thư. Đó là của tôi. Không, của tôi mà. Đưa nó cho tôi. Cùng giải quyết một cách hòa bình ha. Hoan hô của mình. Hôm nay thư của cậu á. Kenu, chúng mình nên tìm hiểu thêm chuyện này. Lali Kadabra, cùng lau mặt cậu ấy nha. Vẽ mắt, thêm má hồng, tóc màu đỏ. Ken biến hình thành người nè. Cháu muốn trở thành người. Cháu muốn chinh phục em ấy. Đó là chuyện hệ trọng. Xem ta có gì nào. Cưa á? Không phải. Kéo cắt cỏ á? Ồ, đây rồi. Đũa thần đây, vào việc nào. Ngắm nhìn mình đi, anh bạn đẹp trai. Wow, hiểu nghiệm rồi nè. Cảm ơn bà rất giỏi luôn ạ. Đẹp trai quá. Cháu sẵn sàng gặp hôm nay rồi. Chúc may mắn anh chàng đẹp trai. Có gì trong chiếc mũ ma thuật thế? Bình chữa cháy hả? Chú thỏ ở đâu ra vậy ta? Thử lần nữa xem. Lale Kadabra, mở ra nè. Cắt các chi tiết. Dán keo phần lều. Chọn quả banh. Gấp lại. Em ấy chắc chắn sẽ thích lắm đó. Tôi phải gặp hôm nay mà. Anh chàng đẹp trai kia là ai vậy? Dễ thương á. Em ấy là người mình yêu nhất đó. Trông bảnh quá à. Ô, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Em lấy anh nhé. Em đồng ý. Chiếc nhẫn đẹp quá đi. Ngày tuyệt nhất đời anh. Một đám cưới sẽ sớm được tổ chức đó nha. Chuẩn bị phần nắp. Gói phần đệm bánh nè. Slam. Ồ, ngôi sao kìa. Món bí mật. Giấu các vật liệu đi. Ta-da, phần bánh vàng đây. Chiếc bánh kem dành cho đám cưới kỳ lạ nè. Bắt đầu làm lễ nào. Chà, mọi người sẵn sàng chưa nào? Khoan đã, quên đó hoa rồi nè. Con có đồng ý trở thành vợ chồng không nào? Các vị chú ý, bánh cưới đến rồi đây. Chà, đẹp quá đi à. Mình cùng cắt bánh nha. Gì cơ? Anh là Ken á? Sao có thể được? Nhưng anh vẫn yêu em mà. Chà, hên là bánh kem vẫn còn ha. Ha, à, sao chạy thoát đi? Cửa kìa. Chạy đi. Chuyện gì vậy hả? Tên quái vật xuất hiện trong lâu đài rồi. Đứng lại, mi không được ở đây. Nàng công chúa chạm vào quái vật trù tượng. Không, Elsa, mình bị cái gì là lạ lắm nè. Cùng biến hình Elsa nào. Lấy màn bọc nè. Có quà từ khắp mô kìa. Ta lấy túi đựng rác ra nha. Đeo nó vào. Vẽ mắt nữa. Gắn lên nơi bị nhiễm. Elsa bị gì vậy nè trời? À, tay của mình. Cáp mô tiếp tục rượt đuổi. Tệ rồi đây. Elsa cũng biến thành quái vật mất. Mình phải tìm ra lối thoát thôi. Tuyệt vời, lối ra ở đây nè. Quái vật cố gắng bắt hôm đi lại. Sao mi dám? Xem ta đông cứng mi đây. Chị ơi, chị ổn chứ ạ? À? Mình sẽ giúp cậu. Con nhóc đó biết cách mà. Vậy đi tìm cô bé nào, đi thôi. Nhưng cánh cửa biến mất rồi kìa. Ô không. Phải có lối ra chứ.
Mình cần loại kính đặc biệt để tìm cánh cửa. Để mình giúp cậu nha. Dùng đất sét polymer nè. Nặng hình phần đế. Làm gọn các góc cạnh với dụng cụ nha. Phủ sơn móng lên nào. Viền các cạnh nè. Đeo lên nào. Quá hợp luôn nè. Kính VR giúp ta vào thế giới ảo đấy. Thế em thấy gì không nè? Wow, Olaf, cậu vào cánh cửa. Cánh cửa á? Phải, nó ở đây. Vậy mình còn chờ gì nữa? Anna mở cánh cửa. Đi theo em. Đi nào chị em. Tên này thoát ra được không? Chào mừng đến thế giới mới. Tụi mình ở đâu vậy? Ồ, chị thấy không khỏe cho lắm. Tụi mình sẽ chữa ngay thôi. Ồ, bạn mới, xin chào. Cậu có thấy bơm đi không? Hình như nhỏ chạy hướng này nè. Đi theo cổ thôi. Cảm ơn nhóc thỏ nha. Cậu chắc cánh cửa này đúng chứ hả? Miếng vải cho nhân vật mới. Làm dày lên với miếng xốp nha. Chloin mềm mại nè. Gắn cặp môi xinh xinh. Và đôi mắt nữa. Nhóc sinh vật tinh nghịch nè. Cả đám bạn đi tới chỗ nào vậy cả? Đợi mình với. Nơi này kỳ lạ quá. Mình tìm phong ly ở đây đi. Chị thấy không khỏe cho lắm. Chả có gì cả. Không một móng người. Mình chia nhau ra đi. Ha ha ha. Coi bạn mới nè. Wow, đám nhóc đáng yêu ghê. Mình cũng muốn nựng nữa. Elsa lây nhiễm cho Goen kìa. Nó bị trừu tượng rồi. Ô không, chạy đi. Xin lỗi mà, chị khó chịu quá. Tội nghiệp Elsa. Gọi cấp cứu đi, nhanh lên. Các bạn bình luận xem có cách nào giúp nàng công chúa với. Dùng hộp rỗng nè. Lấy mảnh nhựa. Gắn nó lại. Lấy cuộn kim loại. Làm cong sợi dây lại nha. Chèn dây vào chỗ trống. Chọn loại sơn. Dùng cọ sơn lên nào. Khung để truyền nước xong rồi đây. Wow, viên đá kìa. Dùng kim cương trang trí khung nè. Thêm mảnh băng. Đổ vào chiếc túi. Dán lại nha. Gắn lên ống truyền nước. Liệu có chữa hết cho Elsa? Công chúa nằm bất tỉnh nhân sự. Mình có cái này. Ta cần băng và tuyết. Phải làm mát thôi chị ơi. Như này nè. Thêm nữa. Elsa ngày càng bị trừu tượng hơn rồi. Mình chỉ làm cho nó tệ hơn thôi. Cho Elsa truyền nước đi nào. Chỗ trừu tượng sắp phủ hết người của Elsa rồi. Thật sự không còn cách nào sao? Chuẩn bị khối hộp nha. Thêm xi măng. Vỗ nhẹ xuống. Từng khối một. Phần đế đã xong rồi. Thành quả đây nè. Cắt họa tiết. Bóp màu sơn và kim tuyến. Dùng con lăn trải ra nha. Tô màu tạo bề mặt. Lấy keo nến ra. Tạo hình thành cột băng. Nhúng vào kim tuyến. Đính vào các góc nha. Các viên đá. Tách đôi bông tuyết. Xịt thêm màu. Tuyết rơi rồi. Nơi yên nghỉ tuyệt đẹp cho Elsa. Olaf và Anna cực kỳ tuyệt vọng. Ai cho cậu bỏ tụi mình Elsa? Nước mắt rơi trúng kìa. Hiệu quả thiệt. Quái vật lui rồi. Cậu thấy chứ? Mình cần thêm nước mắt. Vũ nước biến thành quan tài băng kìa. Chắc sẽ giúp được. Cố lên chị ơi. Vào đây chị sẽ khỏe hơn. Tội nghiệp Elsa. Đập tay nào. Đừng đi đâu cả đấy. Mình tìm hôm nay thôi. Ta cần nguyên liệu nè. Chọn trong đống đồ hỏng nha.
các phần nhỏ ra nào. Sơn màu hồng sẽ đẹp hơn. Làm nổi vài chi tiết. Lấy chiếc lọ. Gắn tay cầm. Lấy đám mây. Đặt trên tấm vải. Bọc nó lại. Tạo thành chiếc gối. Làm nhỏ lại nào. Bỏ vào máy. Chọn ống hút nha. Cắt đầu ra. Súng bắn gối đây. Sẵn sàng chiến chưa nào. Pháp mô trù tượng phá tan băng rồi. Hắn quyết tâm bắt hết mọi người lại. Nhóc có ở đây chứ? Phải tìm thôi. Quái vật sắp đến rồi kìa. Gì vậy nè? Olaf trốn đi. Trốn ở đâu đây? Phew, vừa kịp lúc nè. Chỗ trốn không an toàn cho lắm nhỉ? À, cứu với. Không muốn bị trù tượng đâu mà. Đừng hòng gây chuyện nha. Súng à, tiến lên. Mình là xạ thủ đấy. Con quái vật bắt đầu nổi giận. Nhận lấy nè. Gối á. Coi ta đây. Chiến thắng. Olaf, mình làm được rồi. Trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu. Chuyện đâu còn có đấy mà. Nàng công chúa bị xâm chiếm gần hết rồi. Sao có thể vậy chứ? Dùng giấy bạc. Cắt hình vuông. Dùng súng bắn keo vẽ chìa khóa. Được đó. Sơn lại nè. Sơn thêm màu trong suốt nữa nha. Hợp lại thành chùm chìa khóa. Họ sẽ giúp mình tới đâu đây? Anna và Olaf không biết làm sao để giúp Elsa. Đây là lỗi của mình. Nàng bị cóp mo lây là do mình. Mình có cách chữa được nè. Ai cơ? Chỉ ông Ken mới giúp được thôi. Nhưng mình không nhớ đường đi. Chắc là cánh cửa này chăng? Cuối cùng mọi người đến phòng của Jack rồi. Lại là cậu à? Ô không, nhầm phòng rồi. Tuyệt, khách ơi. Mơ đi. Jack ơi, phòng của Ken ở đâu? Phòng Ken sao? Trông cậu hài quá đi. Tìm củ cà rốt rồi mình giúp cậu nha. Mũi của mình. Do cậu lựa chọn đấy. Không. Chiến thắng rồi mình đưa cậu tới nơi. Cậu thấy sao nào? Không còn thời gian nữa. Sắp rồi. Xíu nữa, được rồi. Tuyệt. Mũi là của mình. Vừa lòng chưa? Chán quá đi thôi. Được rồi, cửa màu xanh, chìa khóa đây nè. Cuối cùng, đợi đã, đây là 7, mở cửa màu đỏ ấy. Sao chả hiệu quả gì hết? Anna mở cánh cửa màu đỏ. Đi nào mấy cậu, tìm được rồi nè. Ken, giúp mình ngăn Elsa bị trù tượng với. Dễ mà, nhưng phải giúp ta tìm cây quyền trượng trước. Gì cơ, nó ở đâu? Hình như là... cây kéo. Cây kìm. Chọn loại sơn. Phủ lên nè. Viên hạt phù hợp. Sơn màu vàng đẹp hơn đấy. Cây trượng của Ken có sức mạnh đặc biệt. Hình như Goin giữ đó. Đám nhóc ăn trộm à. Quyền trượng nè. Lại lấy đi. Sao lấy nó được đây? Nhấn thích giúp mình lấy đồ với. Cao quá à. Trả lại cây trượng ngay coi. Tuyệt, lấy được rồi. Giỏi quá đi. Đây nè Ken. Quý cô à, tớ ấn tượng đó. Đến xem Elsa nào. Nàng đây rồi. Ô, lỗi nhiều quá. Lalicadabra. Cây trượng chữa lành cho Elsa. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Elsa trở lại rồi. Tuyệt. Chào mừng đến với thế giới The Amazing The Little Circus. Màn diễn đỉnh lắm. Ô, hàm răng nhai nát mọi thứ rồi. Một đôi mắt nhiều màu. Chọn phần thân nào. Khá vững chắc đó nha. Cầm lấy gậy nè. Điểm nhấn. Mũ nồi đen và dây ruy băng. Trông ngầu thật đó nha. Các bạn đã sẵn sàng bước vào thế giới của đạp xiếc kỹ thuật số chưa nào? Cùng gặp gỡ đoàn kịch huyền thoại Rabbit Dress, Harley Quinn Pony, Gengo, thay mặt nạ nhanh như gió, dịch chuyển cùng nhân vật. Ủa, cô ấy cố ý đó. Ấn tượng chứ. Wow,
Mình chưa từng xem buổi diễn nào hay như thế này. Ước gì được cùng tham gia với họ. Cùng phủ màu trắng lên trước nha. Làm sạch da. Tủ quần áo này chứa nhiều điều thú vị lắm đó. Thử xem nào. Thêm tí má hồng. Chọn trang phục nha. Trang phục nào hợp với người hùng hơn nhỉ? Hãy để lại comment nha. Trang phục Harley Quinn. Chuẩn bị vải. May theo mẫu nào. Cổ áo màu vàng, nút màu vàng luôn. Quần short. Harley sắp được đắm chìm trong thế giới mới lạ. Đây là đâu vậy? Mọi thứ đang quay cuồng. Có gì đó không ổn. Làm thế nào thoát ra khỏi đây bây giờ? Cánh cửa, lối thoát. Ô không, cánh cửa biến mất tiêu rồi. Không sao, thử lại lần nữa nào. Lại nữa hả? Mình không bỏ cuộc đâu. Cánh cửa cao quá đi mất. Thôi nào. Cầu thang từ các khối lập phương. Một chút nữa thôi. À, không. Chiếc nón đã hạ gục Pony. Người mới đây rồi. Cậu đang tìm thứ này đúng không? Cánh cửa của cậu đây. Ồ, xin cảm ơn nha. Giờ thì đi thôi. Ai làm mất quả bóng nhỏ nè? Cắt ra nào. Nụ cười nham hiểm. Gắn thêm mắt. Đổi thành màu đen nha. Đặc tính của Bubble vẫn chưa được khám phá đâu. Pony đang ở cùng những cánh cửa. Thật là khó hiểu mà. Bóng có răng hả? Đi theo mình. Thế giới này càng lúc càng trở nên lạ lùng. Đến rồi. Mình thật sự phải vào đó sao? Phía sau cánh cửa là Gengo. Mặt nạ hạnh phúc của mình đã vỡ rồi. Chỉ còn nỗi buồn ở lại thôi. Ken, giúp mình ra khỏi đây đi. Thì được, thử xem nào. Cô gái cộng mặt nạ bằng lối thoát. May mắn sẽ mỉm cười với ai đây? Cắt hình tròn nha. Gắn mũi tên lên nè. Đặt lên giá đỡ. Đã đến lúc thử thách số phận rồi. Hôm nay quyết định thử đầu tiên. Xem nào. Ồ, là like. Cùng like video thôi nào. Thử lại nè. Xúc xắc. Ồ, xúc xắc bự quá đi. Và một. Mỗi cánh cửa đều được đánh số. Số 1 đây rồi. Ồ, đây là đâu vậy? Tiếng bước chân nặng nề vang lên. À, là ai đó? Cứu với. Mặt của mình đâu rồi? Màu acrylic sẽ giúp cậu. Dùng cọ tô thật đều. Vẽ mắt. Và một đôi tay. Còn tay thì sao? Đây là găng tay vàng. Tiếp đến là quần nha. Lali Cabra. Đồ liền thân đã xong rồi nè. Dây đeo. Túi trước ngực. Đôi chân nhỏ. Nhảy lên nào. Rabbit Jack đã sẵn sàng. Dừng lại ngay đi mà. Dừng lại. Nút nhấn. Ok. Jack biến mất khỏi bức chân dung luôn rồi. Chuyện gì vậy? Chào cậu, mình là Jack. Chào, mình là Pony. Quái vật đang đuổi theo mình. Mình không để nó hại cậu đâu. Quái vật đến rồi. Ra khỏi đây thôi. Mình nghĩ ra rồi. Bóng có thể ngăn nó lại đó. Quái vật đang bị mắc kẹt giữa những quả pom pom. Nhanh, mở cửa tủ quần áo ra nào. Cố lên, được rồi. Quái vật bay vào trong tủ. Bắt được rồi. Đập tay nào. Thành công rồi. Kẻ phản diện chỉ còn lại hai mạng sống thôi. Giấu nguyên liệu đi. Và ta-da. Gắn kim cương lên nè. Làm hai cái giống nhau nha. Tay cầm cầu vồng cho chiếc búa dũng mãnh. Trang trí bằng chỉ màu. Trái tim nữa nha. Bam. Chiếc búa là một phần của nhiệm vụ đó nha.
Thứ này để làm gì vậy? Xin chào. Vòng quay may mắn. Dừng lại ngay, một chiếc búa. Tuyệt, tiếp theo làm sao đây? Mình nghĩ mình hiểu luật chơi rồi. Đây là một trò chơi. Bên, bên. Làm tốt lắm. Yay, tuyệt. Một chiếc hố đen xuất hiện trước mặt bọn họ. Có nên nhảy vào không? Cùng nhảy đi. Một, hai, ba. Họ rơi vào phòng game rồi. Ở đây có nhiều nguyên liệu thật đó. Hãy bắt với hình tam giác nha. Gắn dây điện vào nào. Lấy một ít đất sét. Trộn chúng lại. Nặng phần thân nha. Gắn đầu vào nè. Lấy hạt làm chân. Đây là cánh tay. Sơn lại màu vàng. Là mắt nè. Lông mi đen. Xong. Cắt ra nào. Tạo hình ăn tên ngoằn ngoèo. Ná bắn bằng cao su. Móng vuốt thay cho bàn tay. Một chiếc ủng khổng lồ. Dán lại bằng keo. Làm săn chắc hơn nào. Zubo trừu tượng tuyệt vời. Cắt hình đôi cánh. Lại là một phát minh đáng kinh ngạc của đoàn xiếc. Nhớ mình không nè? Chúng ta phải làm gì ở đây vậy? Các khối chữ cái. Chúng ta cần ghép từ chăng? Bắt đầu thôi. Giữ lấy chúng và lực. Họ ghép được từ Uber rồi. Phần còn lại là của mình. Trò chơi là game over. Kẻ phản diện đã biến thành đống chất nhờn rồi. Tạm biệt. Hoan hô, chúng ta thắng rồi. Teamwork tuyệt lắm. Quả trứng được giấu ở đâu nhỉ? Ồ, đây rồi. Cắt ra nha. La Le Cadabra. Vẽ khuôn mặt cười tươi. Ví của Barbie sẽ có ích đó nha. Nhét đầy tiền vào. Dán thêm trái tim nè. Mở cửa sổ ra nha. Gắn kim cương vào. Có thể thấy chiếc mặt nạ ngay từ bên ngoài. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua tất cả thử thách. Tuyệt vời quá đi. Đúng vậy. Họ lấy trái tim của mình ra. Và hợp nhất thành một. Nhìn các sắc kìa. Trái tim là mảnh ghép cuối cùng. Mở ra rồi. Bên trong là một chiếc mặt nạ và rất nhiều tiền. Không thể tin được. Mặt nạ mới. Hạnh phúc quá đi. Yuhu. Chà, thật là kỳ diệu mà. Cánh cửa của cậu đây. Hoan hô. Hôm nay dùng búa để đập cửa. Cùng khám phá những cuộc phiêu lưu mới thôi nào. Ván trượt đồ chơi. Nối các bộ phận lại. Gắn lên trên nha. Tô sọc. Sơn đổi màu. Đặt bên cạnh nha. Thêm một cái bát lớn ở trên nè. Trang trí máy bằng các ngôi sao. Trông như bầu trời đêm đầy sao vậy. Lấy các hạt có lỗ trống ở giữa. Treo biển hiệu nè. Giá chỉ một la li đô la thôi. Tâm nữa. Đã đến lúc khởi động máy rồi. Kẹo bông tạo thành ngay trước mắt chúng ta. Hãy nhanh tay mua cho mình món quà yêu thích nha. Wow, chúng mình ăn được không? Nha nha. Ngon quá đi. Mình nữa, cho mình một cái với. Ngon quá à. Đúng là một ngày tuyệt vời. Tuyệt quá à. Ai muốn ăn nữa không? Mình, chúc ngon miệng. Nhâm nhâm. Đến giờ rồi kìa.